Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Khanh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, một lễ tang mà con trẻ ra đi để lại cho cha mẹ bao nhiêu nỗi đau, niềm thương nỗi nhớ không bao giờ có thể quên được. Kính thưa các quý vị và các bạn, cả một cuộc đời bố mẹ đã vất vả sinh ra, cũng chỉ mong nuôi cho các con được khôn lớn trưởng thành, để sau cha mẹ về già, để cha mẹ được báo đáp. Nhưng than ôi, ngày hôm nay anh đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ quay trở lại, để lại cho cha mẹ, ông bà, các anh, các chị, các em, các cháu một nỗi nhớ niềm thương không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa các quý vị, sinh có hạn, tử bất kỳ, không ai có thể tránh khỏi sinh ly tử biệt. Nhưng sự ra đi của anh quá đột ngột và để lại cho cha mẹ bao nỗi đau thương. Thế là từ nay trở đi, không bao giờ cha mẹ có thể gặp lại anh nữa. Anh ơi, thế là chỉ còn ít phút nữa thôi là giờ chia ly vĩnh biệt đã sắp đến. Cha mẹ cùng các anh chị em trong nhà, cô dì chú bác phải tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, ngập ngùi xót xa thương nhớ, không biết thuở nào có thể quên được. Kính thưa các quý vị và các bạn, khi sinh ra thì cha mẹ vất vả bao nhiêu nước mắt mồ hôi, nuôi con vất vả từng ngày, và cũng chỉ mong sao con khôn lớn trưởng thành để có thể cha mẹ được cậy nhờ khi tuổi cao sức yếu. Cả một cuộc đời sáng nắng chiều mưa, cha mẹ nuôi con vất vả nhọc nhằn. Đến ngày hôm nay, kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, trong ngậm ngùi tiếc thương, trong niềm thương nỗi nhớ xót xa vô hạn. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này cùng với gia đình tang quyến, và cũng cầu chúc cho hương linh của anh mãi ra đi, về cõi vĩnh hằng được yên giấc nghỉ ngàn thu, để có thể phù hộ độ trì cho gia đình cũng như cho toàn thể tang quyến sống ở trên đời được mạnh khỏe bình an. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn, đây là chương trình lễ tang, xin được kính mời các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Và các quý vị xem hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khanh Béo TV. Xin được chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những clip sau.